Đây là đang dựng lều. Dựng lều cắm trại. Đang khò than xì than. Than đây là than củi, than gì mà nắm nắm sẵn đây nhỉ? Than này là than nó làm sẵn. Lọn quay đấy, đã hình thành lều rồi, hình thành. Tại sao lại thế? Hình thành trại heo đấy. Là quang cảnh hồ nước dân tình ở đây. Thứ bảy và chủ nhật nghỉ đấy, ra đây cắm trại tắm. Nhạc đấy, họ tắm, họ làm đây, họ tắm nắng này. Nước ở đây nhìn cũng không được trong lắm. Đấy. Đấy, xa xa cảnh tấm bụi ngò này. Hôm nay thử zoom xem nào. Zoom. Cái này chỉ zoom 8 thôi à.
cắm trại picnic xe. Đấy, tắm nắng. Xa xa kia là ngọn núi này. Bên kia là đường quốc lộ. Xa lộ đi từ Áo về này. Đi từ Áo về đấy. Cảnh hồ. Kia cắm trại. Nhạc cực kinh. Một thằng quay nhận quay. Đấy. Đấy. Ngang nào nào cắm trại. Hai quyết làm ghế ngồi rớm ở chân vâng. Có ghế đó kia là... à. Nhưng mà... cái cạo này thì nhiệt nó ít. Hả? Không phải cao thế luôn, đây là sợ nó thấp. À. Dân tình tắm nắng đánh bóng. Xa xa là cánh bạc. Nắng đằng hướng tây. Ai dạ, đúng đằng này là hướng nắng.
ấm lắm. Nhà một phích điện. Bên này là cứ thứ bảy chủ nhật nắng này là ra hồ nước này với ai là bạn sang hồ nước. Phong cảnh thế nào, phía bên này, phía bên kia, bò cỏ. Lắng, ngược lắng. Đấy. Xe này, đánh xe đánh ấy. Nhà này thuê hẳn trong khuôn viên gỗ này. Khuôn viên gỗ nắng. Này trang trí mang cả cà chua đi, mang cả cà chua để trang trí vườn. Hay nào thuê. Đấy, vườn cà chua này. Lắng. Cà chua, trang trí cà chua. Đây là họ thuê địa điểm này này, họ thuê địa điểm này này, cà chua đây này. Cà chua chín rất đẹp. À, ông đi quay cảnh đấy. À, đi kem về rồi đấy, ngon quá nhỉ. Mật ong về à, mua được chưa? Đây có ở đây cũng có à, thế đấy. Nóng quá, ôi à. Nóng quá, họ tắm nắng, họ làm nắng, bên kia họ đang bôi kem chống nắng, bôi kem chống nắng. Bôi kem chống nắng. Đi mua mật ong về để bôi lợn đấy. Nhưng mà ở đây mình lại không có tiền. Đấy nhỉ. Quang cảnh bờ hồ. Buổi chiều hôm nay là thứ bảy. Đấy. Ô,
kia là khu vui chơi. Đây là quán bia tươi. Lắng, lắng chói chang. Cảnh nắng chói chang. Bên này nắng nhưng mà vào bóng râm đây thì bắt đầu lại mát. Có gió mát này. Không gầm mát. Đấy, đây là cầu trượt. Khu này nóng, tạt nóng. Đây là quầy bán kem. Bảy mươi coron, 100 coron. Có loại 70, có loại 100. $8, $5, $5. Nóng quá. Trời ơi, nóng quá. Ở đây tí cho nó mát. Đây là khu vực OC, nam nữ. Thấy chưa? Lắng, ngược lắng. Ngược lắng. Ngược lắng. Đây là quầy giải khát. Quầy giải khát. Đây toàn cảnh nhân tắm nắng. Thank you.
con cảnh thiên hồ chiều thứ bảy. Đấy, cánh cắm trại phía bên ngọn cây kia kìa, bò kia kìa. Cứ lại quanh góc hồ để ngắm cảnh. Hôm nay tạm dừng. Xin chào và tạm biệt nha. Bye bye. Khu vực xe để người ta đến đỗ đây để đi cắm trại này. Đấy, bên này cũng là hồ này. Khe đỗ cảnh như thường. Ý. Xe cảnh. Ý. Họ nhà họ thuê họ quay luôn này. Hey. Họ phải nghỉ bao nhiêu ngày thì họ mới đỗ ở đây, cảnh ở đây. Hey. Ai xe à, xe. Wow, khu vực đây. Mà đông đấy. Em nghĩ là hôm nay nó phải không biết nó có ngon hơn hôm trước không ông ạ? Ờ. Bảo là quay từ từ này là ngon rồi. Đấy. Đúng rồi, phải ngon chứ. Con này được bao nhiêu ký? Con chẳng rõ. Con hỏi chắc là được 20 cân. Rồi, 20 cân là vừa ngon đấy. Cái loại này nó quay vàng là ngon đấy. Sợ hôm nay không ngon phải.
không ngon tao cũng vẫn quay. Đúng. Không ngon là con này không ngon, con sau tao lại quay lần nữa. Đúng rồi, cái gì nó cũng phải qua nhiều con thì mới ngon được. Cái gì? So với quán thì người ta làm 120 không bằng tay quen. Đúng rồi, mình thế này là được rồi. Thế thôi. Đúng rồi. Người ta làm quán đến lúc người ta bán được, người ta phải làm mất bao nhiêu con không ngon chứ. Đúng rồi. Như nhau hết. Ướp thì người ta ướp đây chẳng qua là lửa với lại mật ong, mình nhiều khi nó chưa đúng thôi chứ. Bảy giờ tối giờ Cộng Hòa Séc là 12 giờ đêm giờ Việt Nam. Đấy, quay vẫn tiếp tục quay nợ, nhưng bây giờ là chơi có được đánh nhau khoảng tầm khoảng tiếng nữa là 9 à, thế là thành 4 tiếng. Đấy, quay vàng này nặng vàng này, quay nặng sơn, nặng sơn. Nhưng mà đây là lợn quay theo kiểu Lạng Sơn, nhưng mà lợn ở Cộng Hòa Séc đấy. Chứ không phải là lợn ở Việt Nam. Đấy, anh em quay từ trường giờ đấy. Thay nhau quay. Lợn vàng rồi. Vàng rồi. Ông ăn... Rồi, chứ không... Anh em cứ... uống đi, ăn uống. Quay vàng, thơm, ướp gia vị rồi. Rồi. Đã điểm tầm trước, trong khi chờ đợi đoàn đến đông đủ, cánh ấy cứ nhâm nhi dần. Trại bên cạnh kia là trại của các miền Tây. Đạt là kho là chơi với nhau thì thôi nha, không đánh nhau đi dép vào, đi ra ngoài con. Ông Điệp ơi, con ông gấu thật sự luôn ấy. Đấy, cái bé người mà này, cái này anh trêu, anh trêu đấy luôn. Đi dép vào, đi ra vào ra kia ngồi bố. Này không ngại gì luôn nhá. Không chơi với luôn. Thôi, đi dép vào. Đi ra thì con nhắc khóa cái đấy vào. Đây, thớt đây. Nhưng mà theo em chặt mẹ đây này anh Hùng ơi. Không. Tại vì là vấn đề là bây giờ điện thì phải rút ra là ra thịt. Rút ra trong khơi ra ngoài. Rút ra khơi ra ngoài đã. Bây giờ tắt. Không có ổ điện nối ngang. Từ từ nào nó. Thế lại tao xay luôn cái lều nhà tao quay lại, có phải trẻ con được ngồi chơi nhỉ? Trời ơi, muỗi nó bay ở trong đấy là đến nó thiếu. Đây, muỗi đầy đầy lợn rồi đây này. Đầy lợn này. Mỗi tí đốt mới đi ngủ thì bắt trần vụ vẫn lạnh toát. Có kể cả không mở cửa thì có chín rồi, cái này rang lại chín rồi, chín rồi. Lúc 3 rưỡi đến bây giờ mà tính mấy tiếng rồi, 5-6 tiếng rồi con bảo. Đấy cái ấy vào cái khe đấy mới cướp, cướp chơi cướp. Nó gọi là hơi nóng vào rồi, chết rồi. Cắt đấy thôi đã Minh ơi, ăn đây từ từ. Cắt đây chặt tiếp đây, ăn đây. Nào ngồi vào đây, nào. Tập trung vào đây. Tập trung vào đây, ngồi ăn nào. Lít thịt bởi vì sổ hôm nay nhà nó rồi. Ngồi xuống đây. Cái bát kim chi rất rõ nhiều, mỗi thức ăn đâu mà xoáy không phải các bạn. Thật ma thấy nó còn nguyên ở trên bàn. Rồi rồi, ok.
chở anh nhau à? Có ít thì ở đây. Cho nhiều làm gì? À đâu đội nghề không gấp cho. Có này xe xúc mang xuống công an à? Đó, đây này. Bê xúc xuống nào ăn ăn bê xuống giữa đây mình nhìn thấy. Ờ trẻ con đứa nào ăn xúc không? Xoáy cho anh cái bát này. Lâm lâm lâm. Cầm này đưa cho bố Tùng. Đúng rồi. Bố con thích cái đuôi. Cầm này đưa bố. Thôi đứng đấy đi. Kia bảo chuyển tay đuôi. Ai à. Đi qua luôn không? Được rồi, cho đi nhà đây đi chân đất. Cho nó đi. Cho đi chân đất. Đấy, nhìn đi xem kia. Đưa xin hai đôi. Salad đấy. Em ơi, tao cho mày rộng. Đây nữa này. Salad nào? Salad kia, salad kia. Cầm đấy. Hiện trường này bố rót bia xong. Chắc là bốc luôn ra ngoài. Chia lửa, chia lửa, chia lửa. Chia lửa, chia lửa. Chia lửa, chia lửa. Ăn đi. Chờ đây ngồi ngồi đây ngồi luôn xong cho em đâu ngồi đây. Ngồi đây. Ok. Lâm Lâm ngồi bên kia cho em chị gặng ngồi đây. Lâm ngồi bên kia. Nó đây đông vui thế này. Ê, hôm nay cắm trại. Gió mát đấy, gió hồ. Trước được hai cái đùi. Một con chưa phang hai, chưa phang hai, chưa phang chân trước. Ê. Đâu, đưa ông đâu? Đây, hôm trước vào đây ngồi chúc. Thì cứ xin chúc sức khỏe. Đấy, thì họ chưa ngồi đông. Thì anh luôn hả không? Nghe đông rồi. Đấy, mấy cái bảo đó thế. Thì bữa cuối coi như là bữa cuối ông thì... Rồi, trước hết là tình cảm. Ông sang vui được. Rồi, trước. Anh hết. Nó rót chậm lắm. Rót bao giờ thì một thớp. Không, bây giờ đâu, máy bây giờ rót nhanh lắm. Máy bây giờ rót nhanh lắm. Nãy chẳng qua lúc nãy là nó bị là nước bê từ kia sang đây nó bị kênh. Nó bị hở van. Nó hở lửa nó van. Nó có lơ gì cũng cảm ơn. Dòng thẳng có lèo luôn đi. Chịu rồi. Chịu chịu sao trẻ ông cho ông này công bảo bố này à bám năm này đúng không sướng không thích gì à nói như này này sướng này thế bảo cho nó nhà này mẹ bảo thôi cho nó đi cùng nó đi để giữ chân bố đi để giữ chân bố chẳng thế con ngoan bố nhỉ bố yêu lắm nhé quê thì ở trên đó Nam Bình nhé. Đi đó người đấy đúng rồi. 71 cho nên là bây giờ là định cư ở dưới này chứ không phải quê nữa. Quê gốc ở tận đâu? Gốc thì Yên Lạc đấy. Gốc thì Yên Lạc còn có, đi bé con ạ. Đi tắt đi. Bây giờ lại định cư ở chỗ cơ quan đấy. Cơ quan là Phú Yên. Đúng rồi. Cầm theo giấy tờ của ông với là hỗ trợ con là bảo cho xong rồi. Cho xong rồi. Đi lại đường hồ này. Cơn mưa đến à? À. Để đâu? Bỏ mặt xe. Ngoài gì á? Anh hùng. Mãi mà chạy đến xuất mà. À thế. Ông đừng ở đâu? Đi đâu? Điều đó gì? Gì? Điều đó gì? Điều đó. Ui ở nhà nhật đã ly ra đẻ rồi. Ôi chung thế nào? Nào đổ, đổ. Đây 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 không, đây góc mới. Đúng không? Đúng cả. Rồi, chớm đổ đèn luôn. Chớm đổ đèn luôn. Rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Tùng bèng đi. Chúc mừng áo đỏ các anh ạ. Tùng bèng đi một câu em có ngoanh trẻ. Không biết là uống trẻ đủ rượu. Sấm à? Sấm. Hôm trước ấy, nó là hai mụ nhá. Hôm trước sang nhà con ấy. Con như nào? Con cố. Con cố tình. Ngồi đây ngố mà. Con mời hai cụ. Con hôm nay là hai cụ đài. Sấm chấp mưa kìa. Hai cụ là có duyên gặp nhau. Bây giờ như nào? Có duyên đấy. Hôm trước là con có tình sắp xếp. Còn hôm nay là hai cụ mới gặp nhau. Có vô tình đấy. Ăn bầu phai ngủ một đêm đâu. Cái này là cái con nữa. Cho ăn đồ ăn phai đâu.
chân ngủ điểm có khách mọi người em chả đang bảo đi ăn ngồi đây bắt đầu mưa rồi mày không ngồi gần cậu mới đây tới sáng bao giờ cùng làm gì nhá mày không ngồi đây là mẹ bỏ đây cho đổ con lũ đúng không đổ như này đó tôi ý là ngon bắt cả đi ra ngoài chơi chơi máu không như thế là không được ở đây chơi rất là mi con em Quyên này em Mỹ này làm này không còn là bắt đi này không phải này đổ này đi thấy chưa đấy 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 sao để lấy 700 cái làm cái này vừa đấy bắt lấy thế thôi dù là làm cầm bát tụi này không vừa hô bé ăn thì sống biết chưa đi hay mưa cho mày đến thứ hai luôn rồi luôn nha mai có đi cửa hàng đấy quên rồi. Ngày kia là mẹ. Mày là mẹ nào mà không có nhà ở đây. Thôi thì mà hàng bán ông và với các cháu. Ôi. Vâng, đấy là ý nói là lần cuối cùng của năm nay, của dịp này. Đấy, chứ còn đây, ông còn ở đây thì còn chẳng nhiều. Ông cứu thì chỉ đúng không? Đúng không? Bây giờ thì xem nhau. Ở đây chính là thầy. Đồng Hương. Chúng bé ăn. Không, để lo cho anh ấy. Có chứ, không có anh nhà này. Có ông nói thật là cái bố đi đấy uống nhiều rồi có đấy cũng được thôi bây giờ là hết nhé bắt tay cháu đi là vâng ông đi ra ngoài hồ đấy nhá rồi đây công này đấy nhá ông đi về luôn à ông đi về luôn đấy à đông đi về còn mai còn dạ vâng thế chút xin chào nhân này chúng ta nhau lại nhá chào nhá tôi gọi bữa ăn nhau nhá thôi xin cảm ơn xin cảm ơn nhá xin không phải lại nhá xem ông sang năm rồi đúng rồi làm cứ hẹn nhau rồi rồi bye đấy kết thúc.